Tại Hà Nội, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt khi chúng ta chứng kiến sức sống mãnh liệt của hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế. Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 12 CTBCT về thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất hiện nay. Hội nghị giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một trong những hoạt động triển khai nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ, tập hợp ý kiến từ các bộ, ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế nhằm thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc giữ vững liên kết chuỗi sản xuất và phân phối, chủ động nguồn cung hàng hóa trong nước, đảm bảo chuỗi cung ứng trong sản xuất và lưu thông.